Lúc khởi đầu, khi đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối còn bao trùm vực thẳm, thì thần khí Thiên Chúa đã bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa đã vì lòng yêu thương mà tạo dựng nên vũ trụ và vạn vật vô cùng tốt đẹp, chỉ bằng lời Chúa phán. Hãy có ánh sáng để làm nên ngày và đêm. Hãy có những vầng sáng trên vòm trời, làm mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Hãy có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước và làm nên bầu trời. Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, làm nên đất và biển. Nước hãy sinh ra đầy rẫy những sinh vật. Loài thảo mộc và sinh vật hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy dưới biển, trên mặt đất và bầu trời. Sau khi tạo dựng vũ trụ muôn vật trong trời đất, Thiên Chúa đã tạo dựng nên một người nam tên là Adam và một người nữ tên là Eva. Cả hai được Thiên Chúa tô điểm bằng những ơn riêng để họ trở nên xinh đẹp rực rỡ nhất trong bức tranh vũ trụ. Ngài còn ban phúc lành và trao cho họ quyền cai quản vũ trụ và muôn loài. Thế là trời đất cùng muôn vật đã được tạo thành. Ngày thứ bảy, sau khi hoàn tất công việc sáng tạo của người, Thiên Chúa đã nghỉ ngơi và thánh hóa ngày ấy. Thank you.
sau khi được tạo dựng, hai ông bà Adam, Eva đã được Thiên Chúa cho sống trong vườn địa đàng, là nơi có đủ mọi thứ hoa thơm trái ngọt. Họ cùng nhau vui sống hạnh phúc, cày cấy và canh giữ đất đai. Nhưng Thiên Chúa cũng truyền lệnh. Hết mọi trái cây trong vườn, người cứ ăn. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Thế nhưng, cho đến một hôm, Adam ơi, con gì kìa? À, còn rắn chứ còn gì nữa. Em phải coi chừng đấy, vì nó là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng đó. Thế hả anh? À, mà nó đang muốn nói với chúng mình cái gì kia kìa? Kệ nó em ạ. Không sao đâu, cho em nói chuyện với nó một tí thôi mà. Đừng, nguy hiểm lắm đấy, chứ có đến gần nó. Cứ để em thử xem, chiều lòng em một tí thôi mà. Ồ, chào Eva. Có gì mà sợ hãi thế? Tôi là bạn của hai người đây mà. Tôi cũng ở gần đây thôi. Hôm nay tôi đến để thăm cây vườn của muôn thú. Ồ, cây này nhiều trái quá ha, lại thơm ngon nữa chứ. Nghe nói Thiên Chúa cấm ông bà ăn hết mọi trái cây trong vườn, có phải không vậy? Đâu có, mọi trái cây trong vườn chúng tôi đều được ăn, chỉ riêng cây ở giữa vườn này thì Thiên Chúa bảo chúng tôi không được ăn, vì nếu ăn thì chúng tôi sẽ phải chết. Tôi biết ngay mà, Thiên Chúa sẽ không cho ông bà ăn trái cây này đâu. Nên người đã đưa ra cái chết để dọa ông bà đó. Người nói vậy có nghĩa là sao? Có gì mà khó hiểu đâu. Chẳng qua là Thiên Chúa không muốn cho hai ông bà được bắn người đó thôi. Vì Thiên Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn trái cây này thì ông bà sẽ được bắn Thiên Chúa, sẽ biết được cả điều thiện, điều ác. Không tin thì bà cứ ăn thử đi thì biết. Còn lâu tôi mới tin nhá. Người đừng có mà lừa gạt người ta. Ơ hay, tôi gạt bà làm cái gì? Có lợi gì cho tôi chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn điều tốt cho hai ông bà mà thôi. Chỗ ông bà với tôi đây là bạn bè, tôi cũng mong muốn cho ông bà được thông minh sáng năng và có sự hiểu biết như Thiên Chúa. Có như thế thì ông bà mới dễ dàng mà điều khiển và làm chủ muôn loài như Thiên Chúa truyền cho ông bà được chứ. Thôi được, tin hay không là tùy ở bà. Tôi còn nhiều việc phải làm nên bây giờ tôi phải đi đây. À, bà cho tôi xin một trái nhá. Xin chào nhá. Không được, Thiên Chúa đã cấm mình rồi. Ừ, mà biết đâu, biết đâu nó lại nói đúng sự thật thì sao? Mình cứ thử hái một trái ăn xem sao. Chắc Thiên Chúa cũng chẳng thấy đâu mà sợ. Eva, em đang làm gì vậy? Ấy chết, sao em lại ăn trái cây Chúa cấm? Không được đâu. Không sao đâu anh ạ.
Người ta vừa nói với em rằng ngày nào mình ăn trái cây này thì sẽ được thông minh, sáng láng bằng Thiên Chúa luôn đó. Không tin anh cứ thử ăn xem. Nhưng Thiên Chúa không cho chúng ta ăn, chúng ta phải nghe lời người chứ. Biết vậy rồi mà, nhưng Thiên Chúa có thấy đâu mà anh sợ. Và lại Thiên Chúa không cho chúng ta ăn, chắc vì người cũng sợ chúng ta sẽ được bằng người mà thôi. Anh cứ thử ăn đi, một lần này thôi, có mỗi một trái à. Chúng mình đã là vợ chồng với nhau mà không tin nhau à? Hay anh không còn thương em nữa? Thôi được, mỗi một lần này thôi nhé. Thôi chết rồi, mình bị lừa rồi, tai họa đến nơi rồi. Tại sao mình lại không vâng lời Thiên Chúa cơ chứ? Thôi, chúng mình phải trốn ngay đi, kẻo Thiên Chúa biết. Thật là dại dột quá. Adam, Eva, các con đâu rồi? Ôi hay, sao hôm nay vườn địa đàng lại vắng vẻ thế này nhỉ? Dạ thưa, chúng con đây ạ. Chúng con nghe thấy tiếng ngài trong vườn, chúng con sợ hãi và xấu hổ nên đã lẩn trốn vào đây ạ. Sao các ngươi lại xấu hổ? Có phải các ngươi đã không nghe lời ta mà cố tình ăn trái cấm không? Dạ, tại cái người đàn bà mà ngài đã cho ở với con đó, nó đã đưa cho con ăn trái cây ấy, chứ con có biết gì đâu. Ê bà, tại sao con làm thế? Dạ, tại con rắn đấy ạ. Nó đã lừa dối con nên con mới ăn chứ ạ. Được, này con rắn xảo quyệt kia, vì Ly đã làm điều đó nên Ly đáng bị nguyên rủa nhất trong mọi loài sinh vật và mọi loài dã thú. Từ nay Ly phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời Ly. Sau này ta sẽ gây mối thù giữa Ly và người đàn bà, giữa dòng giống Ly và dòng giống người ấy. Dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu Ly và Ly sẽ cắn vào gót nó. Còn Adam, Eva, vì các ngươi đã không nghe lời ta dạy, lại còn đổ lỗi cho nhau, cho nên từ nay các ngươi sẽ phải chuốc lấy những hậu quả do việc các ngươi làm. Này Eva, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Còn Adam, vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây ta đã truyền cấm ngươi, cho nên từ nay ngươi và vợ ngươi cùng con cháu ngươi sẽ không còn được vui hưởng cảnh hạnh phúc này nữa. Đất đai sẽ bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi chán mới có bánh ăn, cho đến khi ngươi phải trở về với lòng đất. Vì ngươi là bụi đất và sẽ trở về với đất bụi. Trời ơi! Thank you.
hạnh phúc cho loài người. Rồi một ngày tên Satan đưa kế mưu gian lừa tổ tông, vì cắn đúng bà Eva đã chất ngã xa thua quỷ ma. Còn Adam nghe Eva cũng đã ngã xa dân vạ nghèo. Không, Adam ơi, Eva ơi, sao hôm nay trời không buông nắng, vắng đâu rồi ôi ánh mắt xa về để nhận thế. Quay ra đổ lỗi cho bạn mình, vì tội tình nên nhân sinh mang án công mình đã phải chết. Rồi từ đó chọn kiếp người đã chuốc lăn lo mang khổ đau, chờ mai sau trên gian chân một đấng cứu tinh sẽ hạ sinh. Không, Adam ơi, Eva ơi, sao hôm nay trời không buông nắng, vắng đâu rồi ôi ánh mắt xa về để nhận thế ngàn năm nào. Và kéo theo những nọc độc của nó, làm cho con người phải đau khổ và chết. Lịch sử của loài người từ đó trở thành lịch sử của tội ác, của sự sa ngã và bất trung. Con người chìm vào trong cơn lốc quay cuồng của những bóng đêm tội lỗi, hận thù, ích kỷ,
dối gian, phản bội, tranh chấp và chia rẽ. Ngàn xưa, Thiên Chúa đã biết con người đầy yếu hèn và tội lỗi, nên dù con người phản bội, song Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và nuôi ý định cứu độ. Người đã chọn một dân riêng, ký giao ước với họ, cho Môsê đứng lên lãnh đạo đưa họ ra khỏi Ai Cập, đem vào trong sa mạc và dẫn đưa họ vào đất hứa. Nhưng vết bánh xe tội lỗi ban đầu đã đổ, thỉnh thoảng lại hằn lên trong dòng lịch sử của dân riêng Chúa chọn. Họ lại tiếp tục bất trung, nên đã phải gánh chịu hậu quả đi lưu đày và phải lần lượt làm nô lệ cho các đế quốc hùng mạnh. Babylon đây là chốn lưu đày, dân riêng ra về sống đời lầm than. Bao nhiêu gian nan, bao niềm ngao ngán, nước mắt tuôn tràn hòa vào lời kinh, lòng thấu trời cao. Vẫn nhớ, vẫn ước mong chờ từng giờ hằng mơ ngày về cô đô.
ngừng ca. Quân canh nơi đây kêu đòi ta hát, hát khúc ca mừng từng ngày hoa lên. Tùng kinh hoàng thiêng những nơi tha hương ngồi hát sao đầy. Ôi xanh xa về chốn này chim sâu tay ta rung lâu nhưng đàn không câu, bỗng nhớ câu thề lòng lại sâu thế nghẹn lời nhớ quê. Của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính người sẽ đến cứu anh em, chính Chúa thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cứ yên chí, chắc là sắp rồi, sắp đến nơi rồi đấy. Lời hứa ban đấng cứu độ đã được ban ra và không ngừng được nhắc lại qua các sứ ngôn. Nhưng trải qua bao thời mong mỏi đợi chờ mà đấng cứu tinh vẫn chưa hề xuất hiện, dân riêng Thiên Chúa lại càng nóng lòng khao khát hơn. Bà con ơi, sao lại lâu thế nhỉ? Thiên Chúa đã hứa với chúng ta qua lời ngôn sứ Isaia cả mấy trăm năm nay rồi, mà sao giờ này đấng cứu thế vẫn chưa đến cứu độ chúng ta? Mà sao nhỉ? Sao nhỉ? Chẳng qua chả biết đấng cứu thế có đến thật không. Đến thật không? Sao thế nhỉ? Chả đến thật đấy. Lâu quá. Chờ mãi. Thank you.
Chúa sắp đến, Chúa sắp đến, Chúa sắp đến để cứu dân người. Thành miền Galilee gọi là Nazareth,
gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng tộc David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Hôm ấy, như thường lệ, sau một ngày lao động, Maria đang chìm đắm trong suy tư và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giave Chí Thánh, tình thương Ngài cao khiết vô bờ. Này thân con, phận nữ tỳ hèn mọn, xin được dâng trọn đời để phụng sự Chúa ngày đêm. Xin Ngài mau thương ban cho nhân loại đấng cứu tinh như lời Ngài đã hứa năm xưa. Kính chào trinh nữ Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, và trinh nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Dạ, thưa sứ thần, tôi chưa hiểu lời chào ấy có nghĩa là gì ạ. Thưa cô Maria, xin đừng sợ, vì cô đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Việc ấy xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên cô. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kia, bà Elizabeth, chị họ của cô, tuy đã già rồi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Ngay sau lời xin vâng này, ngôi hai Thiên Chúa liền bỏ trời cao, xuống thế làm người trong cung lòng trinh nữ Maria, để ở cùng nhân loại và ban ơn cứu độ. Chuyện trinh nữ Maria mang thai vẫn còn là một điều bí nhiệm với vị hôn phu Giuse của nàng. Giuse chưa hiểu chuyện nàng mang thai như thế nào, nhưng vì là người công chính và không muốn tố giác nàng, nên Giuse định tâm bỏ nàng cách kín đáo. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nàng là một cô gái nết na và xinh đẹp nhất ở miền này. Nàng đã nhận lời và hứa với mình như thế, lẽ nào nàng lại nỡ? Hay là nàng bị không, không thể nào. Nhưng mà chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? À, đúng rồi, cách đây mới 3 tháng. Hôm ấy nàng còn rất vui vẻ đến chào mình, để đi lên rừng thăm và ở lại giúp bà chị họ. Mà cái bà gì nhỉ? À, đúng rồi, bà Elizabeth. Bà ấy sinh con trong lúc tuổi già. Ấy thế mà mới hôm qua nàng về, mình trông thấy nàng khác hẳn. Dù nàng vẫn tỏ vẻ tươi cười niềm nở bình thường với mình. Hay là không, không thể như thế được. Lạy Đức Chúa Chí Thánh,
Tại sao con phải đau khổ thế? Tại sao ngài lại không giữ gìn Maria khỏi chuyện ấy? Nàng rất mực đạo đức và luôn biết giữ mình cơ mà. Không, không thể thế được. Lạy Chúa, sao con phải đau khổ thế này mà ngài vẫn im lặng vậy? Tỉnh hay mơ nhỉ? Chả lẽ... Thôi đúng rồi, đó chính là sứ thần mang sứ điệp của Chúa đến cho mình rồi. Vậy là mình đã hiểu lầm cho nàng rồi. Vâng, lạy Chúa, con xin làm theo thánh ý ngài. Thời gian thấm thoát trôi đi, trời đã sang đông, tuyết phủ đầy đồng. Thôn làng xứ Palestine đang êm đềm yên ả, chìm vào trong giấc ngủ mùa đông. Bỗng xóm làng bị xôn xao náo động vì chiếu chỉ của hoàng đế ban ra đòi kiểm tra dân số. Loa, nghe đây, chiếu chỉ hoàng đế, toàn dân lắng nghe, kịp thời thực hiện. Loa, kịp thời thực hiện. Loa, nghe đây. Thông báo kìa bà con, thông báo kìa bà con ơi, nghe đi. Ta, Caesar Augusto, cai trị toàn lãnh địa đế quốc Roma, nay ta ra lệnh truyền kiểm tra dân số toàn miền để ổn định dân cư. Vậy ai quê quán ở đâu kịp thời về đó để đăng ký vào sổ bộ, truyền công bố chiếu chỉ này cho toàn dân được rõ. Làm tại Roma năm thứ 8 triều đại ta, Caesar Augusto, hoàng đế. Theo lệnh này, Giuse và Maria phải tức tốc lên đường trở về Bethlehem là nơi nguyên quán, vì Giuse thuộc hoàng tộc David. Trời đã về chiều, núi đồi Bethlehem trở nên thơ mộng. Nhưng trên con đường tuyết lạnh phủ đầy, hai bóng người bên nhau lặng lẽ, bước chân mệt mỏi nặng nề, vì Maria đã đến ngày sinh nở. Hai người đang cố bước đi với hy vọng tìm được chỗ trọ cho đêm nay. Ôi, anh Giuse, mình ngồi nghỉ một tí đi. Em mệt và lạnh quá rồi. Ừ, cũng được. Nhưng em phải cố lên chút nữa. Trời sắp tối rồi mà chúng ta chưa tìm được chỗ trọ cho đêm nay. Vâng, em sẽ cố. Vậy chúng ta đi thôi. À, đằng kia có nhà rồi. Chúng ta vào đó trọ thôi. Nhanh chân lên em ạ.
không? Xin anh chị vui lòng đi nhà trọ khác. Ở đây hết chỗ trọ cho người bình dân rồi. Chị vui lòng đi nhà trọ khác. Ở đây chúng tôi cũng hết chỗ trọ bình dân rồi. Chết rồi, không tìm được nhà trọ thế này thì đêm nay mình tính sao hả anh? Thôi, mình cứ phó thác cho Chúa vậy em ạ. Vâng, cũng đành vậy. À, anh nhớ ra rồi. Ở ngoài đồng có một cái hang lớn. Người ta thường cho chiên bò, lừa vào ở đó qua mùa đông. Có khi mình ra đó cũng được em ạ. Vâng, nếu thế thì cũng được anh ạ. Vậy ta đi thôi. Ngày một hai đi nay đã xa rồi, phải làm người con.
miên múa nhảy mừng vui trước thiên nhiên, như đông thu mới được mùa lúa chất khô trà, như những người vui mừng chia thiên thắng trời ban. Giờ này đã tàn tiếp ngục tù mà sống trong thời bình trời Noel ngập tràn ánh sao, mây ngàn trên cao vọng lời loan báo. Này một hài nhi đã sinh ra đời, ngôi hai chúa trời ở với nhân sinh. Vì tình yêu thương người mặc xác thân, cho phận nhân sinh giờ được đổi mới. Cuộc đời từ đây bớt vơi u buồn, Chúa đến khơi nguồn mạnh sống trao tuôn. Nào cùng vui hát lên, ca khen Chúa đã giáng cho thần hoan chung tiếng sư thần, an vui cho hết chúng nhân dưới trần gian. Nào cùng vui hát lên, ta khen người đã sáng thế. Thần hoan chung tiếng sư thần, vinh danh Thiên Chúa chi nhân trên trời cao.
trời cao sang người vào thế gian, cung đàn reo vang ngợi mừng con Chúa. Người là vị vua đến đem an bình, nối kết ân tình trời đất nhân sinh. Giờ loài người ơi nào cùng đến nơi tôn thờ ngôi hai lòng thành kính bái. Đường dài trần gian Chúa luôn an bài, chớ hãy lo gì vì Chúa cùng đi. Nào cùng vui hát lên ca khen Chúa đã giáng trần. Thần hoan chung tiếng sư thần, an vui cho hết chúng nhân dưới trần gian. Nào cùng vui hát chung tiếng sư thần, vinh danh Thiên Chúa chi nhân trên trời cao. Cho hết chúng nhân dưới trần gian.